Rồi à, con này chắc bẻ mình răng quá. Bẻ không ta? Rồi bẻ. Cái này để đóng bụi thôi nha anh chị. Bê tông chắc nhách không? Mà con ông vừa vỏ đâu đóng rồi kìa không? Bao mồi nổ nha. Bao mồi nổ. Bao nồng luôn đi cho chắc. Chứ không bao nồng con anh chị sợ nữa. Nồng đẹp trò bê tông chưa đóng khối gì mấy luôn. Rồi, T130 nha anh chị. Bình xăng 7 ha. Có cần có đầu bò nè. Bò lăn được không ta? Chắc lăn được anh chị. Em chưa thử nữa, em bao lăn đi cho dễ chứ không lăn sao bán. Tùm ghề 260 nha anh chị. Cái dòng này thì nó bao bền, nó với T140 á. Nè, đó là đầy đủ á. Mitsu T130 nha. Bán này bền dữ lắm anh chị. Mitsu TL là không có cửa anh chị. Cái này nó giống như là 170 vậy đó. Thằng 130, 170 là giống một mẫu. Cái này anh chị về vệ sinh để nó bằng nhôm dễ lắm. Còn T140 là 140 với 140 với 180. Bao hơi lửa anh chị nha, 600 không bao ship nha anh chị. Nè, có mấy Mitsu em bỏ nè. Anh chị thấy không? Mitsu mà em làm biến dọn là nhìn bình xăng nè. Rồi ra bò mất tiêu anh chị ơi. Rồi cái lắp công nhẹ cái lắp. Rồi, cái lắp đi bụi rồi, đi bụi rồi. Rồi bán nguyên cái này, bỏ cái lắp lại đi. 5 xị thôi anh chị ơi. Bao hơi lửa nha. Nè, dây giật nè. Rồi. Rồi. Rồi, lỗ luôn. Còn là lỗ không? Đầm lên đâu lỗ tới đó. Nè. Rồi ơi. Mấy cái này là chế gì nó chế ra ngang không á nha anh chị. Bây giờ cái dòng này chế ra ngang mà họng lớn chứ không phải họng nhỏ nha anh chị, không phải chế lùng nha, hình như là chế này chế cao quá, em nhớ mày mại gì đó. Rồi cái này chế cao luôn anh chị ơi. Chế cao không phải chế lùng đâu. Chế cao là họng 10 ly luôn hay gì đó. Rồi. Con này có láp. Ai ăn chậm đâu rồi. Rồi có nguyên này em bán hồi nãy kia 500 bán này 600 thôi anh chị ơi. Lỗ lai luôn. Chiếc này lỗ luôn. À quên nữa coi bình xăng không bể nha anh chị. Bình xăng này có bể không? Rồi luôn, này gặm luôn. Bán 500 luôn. Rồi này có 600 lụm kia này ngon hơn nè. 600. Bao hơi lửa anh chị, bao. Bao hơi mà bao cái tông mẹ luôn đi cho đẹp ha. Chứ không bao mất công quá. À con này mới giữ nè nha, con này là chế tự động nha. Mà bữa em gỡ em bán rồi. Gỡ cái chụp giật cái ấy rồi, rồi em gỡ cái bình xăng luôn rồi xong luôn. Con này là 23 nha anh chị. Con này nó là 231 quá, cái mặt nó nè, anh thấy anh chị thấy cái mặt bự không? Là 231 quá nha anh chị. Em bao anh chị lăn được. Rồi mất tiêu con bây giờ cứ ngắt sau lăn ta. Nè. Bao không cứng nha, nó có nhiều đầy rồi. Này 23 lắm đó nha anh chị, bán 600 thôi. Chết mẹ con dây mua pin đâu rồi trời. Dây pin Đức hay gì anh chơi. Có không ta? Dây xe này chắc em nhiều lắm. Rồi dây xe này có không? Nó nói quên nó cái dòng này nó dây xe sao ta? Chết mẹ rồi không có dây xe anh chị ơi. Bán 400 luôn anh chị ơi. Thôi 500, 400 đi luôn á. Nó cũng không có đầu bò luôn anh chị, có láp 500. Ở cái nòng không anh chị mua hết nhiêu rồi, cái nòng này anh chị mua 4-5 xị á. Cái nòng của TL 23 nè. À, này nhiêu? 500. Này 500. Này 600. Rồi, nè. Mấy con quỷ rồi nè. Echo 28 có đầu bò không ta? Rồi một cái mắt đầu bò nè. 281 á. Một cái này còn đầu bò nha anh chị. Thì cái này giật được nha. Giật được, con này giật. Ngắt hay gì ta? Rồi bao giật được. Rồi hai con này em bán cho anh chị con có đồ bò con không, về sàn vô nha anh chị, lựa đồ đẹp sàn vô bán 800.000 thôi. Không có đồ bò con 200.000 anh chị. Rồi hai con Echo 281 800.000 ha. À đem con nè, con này là bố đợt lâu rồi mà em để đâu cả năm mà. Là em lấy cái boe luôn nè. Cái đợt em có cho nổ rồi đó, mà nó hơi xào đạn chút đó anh chị. Rồi anh chị nào mua con này có đầu bò nha anh chị. Đó. Con này
ba con rồi, quất luôn ba con chịu thôi anh chưa, à, buồn quá xả hết đi, ba con chịu rồi chơi đi luôn đi. Có nè, có sao nhiêu đây bán gì anh chị, nội cần lát không hết nhiêu tiền à. Chứ có bình kia nó có thiếu tờ lái thì thôi ngày không lấy thêm nha, có không, không có tờ lái, hai con bánh không có tờ lái rồi, ba con chịu anh chưa, anh chị mua ba con em cho con này nè, đồ sọc nó vừa rồi, cho tốt được xe thêm chứ làm gì, cho anh chị lấy cục IC rồi, bốn con chịu luôn, đồ bò mất leo rồi. Rồi đồ đồ dây chai bán chưa, nó em chọn mấy cặn em bán, còn cặn còn Magu đây, cặn kia có đầu máy đó, hai cái cặn Magu mới tin luôn anh chị, mới tin luôn, bán 400.000 cây rồi mới tin luôn nha, bao lăng bao ok đó. Rồi 400.000 cây rồi, ai mua cái này bán 400 luôn, chuồng đúng đẹp luôn, 400.000 tâm 330 nha anh chị, 400.000 nè, đầu bò bự chà bá đó, thấy không đó. Rồi bán hết trên chơi khổ quá rồi, coi em chào.